lại là cái đám này chỉ có 4 đứa thôi mà không cách nào bắt được nó sao? Ai cũng thích trường này hả? Mà lỡ như không công bằng như em nghĩ thì sao? Con não á thì sử dụng não đi, đừng có cái gì cũng hỏi rồi đợi nó ban phát cho câu trả lời. Mày có ngon mày giải đi, giải không được thì đừng có trách tao. À tôi nghĩ là hơn cả việc điều tra cơ, tụi mình bị bọn câu lạc bộ thể thao sát mũi rồi. Thầy có từng nghe về loài thiên địch không? Thiên địch? Loài thiên địch là loài động vật được sử dụng để diệt trừ những sinh vật gây hại, bảo vệ mùa màng một cách tự nhiên. Ở trường ta cũng có sẵn loài thiên địch như vậy. Yêu trường, hiểu trường và hiểu rất rõ về những học sinh ở nơi đây. Tại sao chúng ta không tận dụng họ chứ? Câu lạc bộ đọc sách có thể dành cho cô một tí thời gian được không? Cô có chuyện muốn nói. Bọn mình tham gia vào đội săn thỏ đi. Cái gì? Nói câu lạc bộ thể thao là đầu óc ngu si tứ chi phát triển hả? Để rồi coi. Bây giờ cuộc chiến mới thực sự bắt đầu.